Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Có một vấn đề mà mình biết có rất nhiều bạn bỏ qua, đó chính là vấn đề liên quan đến RAM. Các bạn khi xây dựng một bộ PC, các bạn sẽ chú ý đến CPU này, VGA này, vỏ cây này, hoặc thậm chí là main. Còn riêng vấn đề RAM nhé, không phải tất cả mọi người, tuy nhiên sẽ có một số bạn chỉ nghĩ là tôi mua RAM cho nó đủ số lượng thôi, cho đủ số GB cần thiết, còn bus RAM như nào thì thường sẽ bỏ qua luôn. Mình thấy đây là một điều không sai nhưng cũng chưa hoàn toàn đúng, và mình ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một bộ kit RAM của một SSD theo mình thấy nó sẽ phù hợp với nhu cầu từ làm việc chúng ta chơi game. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Bộ kit RAM mình mang đến ngày hôm nay đến từ thương hiệu HyperX Kingston HyperX Fury. Thì bộ kit RAM này có LED RGB và có bus là 3200. Một số bạn nghĩ là tại sao tôi cần một thanh RAM bus 3200 thì cho nó đắt ra, nó đắt hơn hẳn vài trăm nghìn, có khiến cả triệu bạc, mà tại sao không chọn những thanh RAM nó bình thường hơn một chút, nó chỉ có bus khoảng 2400 để sử dụng thôi. Thì để trả lời câu hỏi này thì mình đã có test một số các tựa game nhỏ nhỏ thôi, nhanh để cho các bạn có cái nhìn trực tiếp hơn. Bởi vì khi các bạn sử dụng một thanh RAM bus cao ấy thì cái FPS khi anh em chơi game nó sẽ cao hơn khi so với thanh RAM bus thấp. Để lý giải một điều này nhá, dữ liệu từ CPU nó đổ qua RAM, từ RAM nó đổ xuống VGA thì bus RAM thấp ấy thì bus RAM cao từ 2400 đến 3200 gọi là nó lớn hơn rồi, thì mức FPS nó sẽ chênh lệch tùy tựa game thôi. Có tựa game nào mà tận dụng tốt ấy thì FPS nó sẽ cải thiện lên tận khoảng 20% cơ. Thì đây là một điều theo mình thấy nó nên đánh đổi, và cái mức chi phí các bạn bỏ ra không quá lớn. Và điều thứ hai nữa là cái thanh RAM Kingston HyperX này nó có tản nhiệt, và việc nó được trang bị một cái lớp tản nhiệt bên ngoài sẽ giúp các bạn không phải lo lắng kiểu vỏ cây các bạn quá bí thì liệu RAM nó có đảm bảo độ bền hay không. Bởi vì nó được ốp tản nhiệt rồi thì hiệu năng tản nhiệt nó cũng rất cao, và LED RGB các bạn có thể điều khiển qua phần mềm nữa, nó có thể đồng bộ LED sao cho nó kiểu bộ cây các bạn lấp lánh sao nó sập sình nhất các bạn mong muốn. Rồi một điều thứ hai nữa đó chính là về phần SSD. SSD bây giờ có rất nhiều loại rồi, cực kỳ rẻ, khoảng 400.000 các bạn cũng có một ổ SSD rồi. Tuy nhiên đấy chỉ là một SSD SATA 3 thôi, và ổ SSD SATA 3 các bạn biết rồi đấy, phải cắm nó hơi nhiều dây một tí. Một cái nó đơn giản hơn nữa mà mình biết ấy là rất nhiều bạn đang hướng tới, đây chính là một SSD NVMe dung lượng 250GB. 250GB không phải một dung lượng lớn, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản 500GB hoặc thậm chí là 1TB cũng được. Nhưng theo mình thấy để mà đảm bảo cái túi tiền cũng như để SSD để cài game hoặc là game nhẹ ấy, hoặc là cài win thôi, thì 250GB nó là một sự lựa chọn vô cùng xứng đáng. Thì với ổ SSD Kingston KC2005 này thì có tốc độ đọc ghi tuần tự nó rơi vào khoảng cao nhất có thể đạt được là 3.500 tốc độ ghi, và tốc độ đọc nó loanh quanh khoảng là 1.500, và khả năng ghi tối đa của ổ SSD này tức là trước khi nó bị xuống cấp ấy là khoảng 150TB, một lượng dữ liệu phải nói là cực kỳ lớn so với nhu cầu sử dụng thông thường. Bởi vì ổ 250GB chắc chắn anh em sẽ không thể lưu quá nhiều và ghi liên tục được. Thì với những bạn nào mà mua ổ Kingston ấy, ổ 500GB hay thậm chí là ổ 1T thì cái khả năng ghi của nó sẽ cao rất nhiều. Và khi đấy nhá, cũng là mẫu KC500 này, nhưng nếu là ổ khoảng 500GB hoặc 1TB thì tốc độ ghi của nó cũng là 3.500, nhưng tốc độ đọc của nó cũng lên khoảng chừng 3.000, và khi đấy trải nghiệm của anh em sẽ cực kỳ tốt. Vậy thì đường link của hai sản phẩm này mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.